Chào các bạn nha. Nay để mình quay cái anh thợ cưa cây kìa các bạn. Anh leo trên nóc nhà, anh mé nhánh cắt mấy cây tràm kìa các bạn. Cái đó là anh đang đứng trên nóc nhà đó nha các bạn. Chắc anh đang mé nhánh cái gì đây các bạn ơi. Đó, anh đang lấy miếng dán lên lót lần bắt còn đứng phim bạn ơi. À, anh đang vừa mái vừa cắt nó. Ê ê, bây giờ mình đứng ảnh cắt xa nha các bạn. Đó giờ các bạn, giờ anh đang cắt cái cây đó nữa các bạn ơi. Anh đứng trên mái nhà anh cắt để coi ngã đâu nha. Đó, anh đang mở miệng xong rồi đó các bạn. Có cây nó ngã đó các bạn. Ê ê ê ê ê ê ê chà, có anh ở dưới đây anh đứng anh kéo dây các bạn ơi. Đó giờ anh Phương anh cắt rồi đó các bạn. Rồi để anh cắt cây nữa mình quay với các bạn xem nha. Đó giờ anh đang cắt cái nhánh nào nữa đây. Cắt hai nhánh nhỏ. Thôi giờ anh cắt cái cây đó nữa gì đó các bạn ơi. Coi nó ngã ở đâu nha. Ê, anh xô luôn. Xô ra ngoài. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh. Xô hoài không thấy gãy rồi, gãy cái gì đó nha. Mạnh. Ừ. Rồi tiếp tục anh cắt cây nữa mình quay với các bạn xem nha. Cây đó chắc cây cắt cây trong nhỏ tay hay gì đó quá. Cây đó nó ngã vô trong mé nhà hay gì kìa. Đó giờ anh cắt cái cây ngã nữa đó các bạn ơi. Để coi cắt cây ngã nó ngã như thế nào nha. Nó ngã vô nhà đó mà coi nó ngã đâu nha. À có cái cây tre, dây treo các bạn ơi. Dây treo qua cái chạm kia. Đó. À anh có cái dây treo ngã từ từ xuống rồi. Rồi cắt cây đó xong để anh cắt cây tiếp mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đó giờ anh thợ cắt thêm cây nữa các bạn ơi. Đó mình thấy cái cây nó ngã ra đó các bạn. Đó ngã đó, ngã đó nha. Ê ê ê. Ôi ơi, rất là tuyệt luôn các bạn ơi. Rồi giờ để anh cắt thêm cây nữa mình quay với các bạn xem tiếp nha. Đó giờ anh chơi tiếp cây đó luôn các bạn ơi. Ừ.
rất là tuyệt luôn rồi. Rồi để anh cắt cây tiếp, mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Rồi giờ anh cắt cái cây nhỏ vậy đó. Cái đó là anh ta di chuyển về nóc nhà, anh ta cắt nha các bạn. Tay cắt tay xô cây luôn rồi. Ý. Thôi rồi, sát với cái anh dưới đây luôn. Đó anh ta chắc leo lên nha, cái cây đó anh ta cắt nhánh thôi vậy các bạn ơi, cho anh ta mang máy theo nữa kìa. Chắc mình độ vậy. Lên anh tiễn hai cái nhánh đó là thấy trống lỏng luôn các bạn. Đó anh đang tụt xuống các bạn ơi. Ở dưới đây có anh thợ dưới đây anh cưa nó này nha các bạn, cưa ngọn. Đó giờ anh cắt tiếp cái cây đó nữa gì đây các bạn ơi. Máy xịt cối luôn rồi các bạn ơi. Đi. Đó giờ tới anh thợ ở trên đánh cưa ngọn nha các bạn, cưa ở trên nóc nhà nha. Đó giờ anh xuống anh cưa gốc đó các bạn. Máy của anh cắt xịt khói luôn các bạn ơi. Rồi chắc anh cắt tiếp cây đó nữa các bạn. Thôi chắc anh lại anh cắt cây mì nữa hay gì đó các bạn ơi. Yeah.
anh ta lại cắt ngọn luôn đó các bạn. Rồi đã cắt ngọn xong rồi, để rồi mình hết cắt gốc rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đó giờ hai anh thợ đã lại người cắt gốc, người cắt đẩy cây nha các bạn. Đó. Ê, gãy đó. Y chà, nước văng tung té luôn. Rồi, còn một cây cuối cùng nữa là đã xong nha các bạn. Rồi, đã xong một hàng tràm rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn.